Kính chào quý vị, tôi tên là Peter Nguyễn, cố vấn gia đình của Trung tâm Tài nguyên Người chăm sóc ở quận Cam. Đề tài này sẽ là một phần loạt phim chú trọng đến nhiều nỗi khổ đau gây ra từ sự mất mát trong khi một người vẫn đang còn sống. Đoạn phim về lời khuyên này sẽ đề cập về nỗi đau buồn dự đoán. Khi chăm sóc cho ai đó theo thời gian, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy nỗi đau buồn trong thời gian dài trước khi người ấy mất. Chúng ta buồn về sự mất mát người cũ của người ấy, trải nghiệm nỗi mất mát hàng ngày cũng như thấy trước được sự mất mát vào lúc cuối đời, biết việc gì sẽ tới, có thể cũng đau đớn như sự mất mát liên quan đến cái chết. Người chăm sóc có thể cảm thấy có tội hay hổ thẹn vì muốn việc ấy xảy ra cho rồi, hoặc nghĩ về người thân như đã đi rồi, nhất là khi nhận thức của người ấy bị suy giảm. Điều quan trọng là nhận ra được những cảm xúc này là bình thường. Nỗi đau được dự đoán trước này là một cách để cho phép chúng ta chuẩn bị cảm xúc của mình cho việc không thể tránh khỏi. Chuẩn bị cho cái chết của một người thân yêu có thể cho phép thành viên trong gia đình suy nghĩ và làm rõ các vấn đề chưa được giải quyết, lập kế hoạch tang lễ và chôn cất, và trải nghiệm nỗi đau buồn của họ qua nhiều giai đoạn. Đôi khi ai đó đã cảm thấy buồn đau qua thời gian dài, họ cảm thấy ít buồn hơn khi người thân qua đời, có khi thì lại đau khổ nhiều hơn khi người thân mất. Theo Liên minh Người chăm sóc gia đình, Family Caregiver Alliance, vài cách thức sau đây có thể giúp người chăm sóc đối phó với các nỗi đau buồn và mất mát trong khi chăm sóc cho người thân. Cách đầu tiên là xác định mất mát, giảm khả năng di chuyển, nhận thức suy giảm, mất trí nhớ, v.v., mất kiểm soát, giờ rảnh, ổn định, tài chánh, v.v. Một cách nữa là xác định về cảm xúc, thí dụ như nhận ra cảm xúc như buồn bã, tội lỗi, xấu hổ, tiếc nuối và tức giận. Những cảm xúc này là bình thường, hoặc cho phép mình được buồn đau. Làm như vậy có thể giúp giảm thiểu cường độ cảm xúc liên quan đến mất mát. Kìm nén cảm xúc tiêu cực không phải là một giải pháp hữu ích. Mặc dầu nỗi đau buồn dự đoán rất là khó để đối phó, nó cũng cho quý vị cơ hội để gần gũi với người thân và chuẩn bị để nói lời tạm biệt. Quý vị có thể bày tỏ cảm xúc của mình, tìm lối thoát cho cảm xúc của quý vị như trò chuyện với bạn bè, gia đình, chuyên gia tư vấn hay cố vấn tâm linh có thể giúp đỡ. Khi quý vị là một người chăm sóc cho ai đó bị mất trí nhớ, sự căng thẳng của việc chờ đợi người ấy qua đời có thể kéo dài nỗi đau dự đoán, trong khi đó các khía cạnh khác của cuộc sống của quý vị bị đình lại. Quý vị có nhiệm vụ và quyền để chăm sóc cho chính mình. Cảm ơn quý vị đã tham gia cùng tôi và chúng tôi hy vọng quý vị dành thời giờ để thực hành những lời khuyên này cho sức khỏe của quý vị và người chung quanh mình.